Thưa quý vị, chiều qua tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Lào, nước chủ tịch ASEAN năm 2024 và các nước khu vực ASEAN tại Việt Nam, tổ chức buổi họp báo gặp gỡ báo chí, thông tin về Ngày hội Văn hóa hữu nghị sắc màu ASEAN. Được tổ chức từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 tại Hoàng Thành Thăng Long, Ngày hội Văn hóa hữu nghị sắc màu ASEAN là hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế, hoạt động đối ngoại nhân dân của thủ đô Hà Nội, nhằm tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân thủ đô Việt Nam và nhân dân các nước thành viên ASEAN nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung. Chương trình chính của ngày hội là giao lưu văn hóa hữu nghị sắc màu ASEAN với sự tham dự của các nghệ sĩ nổi tiếng. Ngày hội còn có các chương trình không gian trải nghiệm với sự tham gia của Đại sứ quán 10 nước thành viên ASEAN và Timor-Leste. Trong đó, khu gian hàng hội nhập gồm 57 gian hàng, tượng trưng cho 57 năm ngày thành lập ASEAN, trưng bày quà lưu niệm, sản phẩm truyền thống các nước về tiêu dùng và thời trang. Khu gian hàng vị phố gồm 70 gian hàng, tượng trưng cho 70 năm giải phóng thủ đô.